Tôi tên Xuân Hương. Tôi lúc đầu con tôi nó khuyên tôi dùng cái sản phẩm của Nuskin. Tôi không có mấy gì tin tưởng cho lắm. Nhưng mà cuối cùng lại tôi cũng muốn thử để coi coi cái thuốc ở trong cái của hãng Nuskin này như thế nào. Thì tôi thử tôi uống cái Life Nano Vitality với lại nước gấc. Thì trong vòng 2 tháng nay đó, cái bệnh heel spur, tức là tiếng Việt mình nó gọi là cái gót chân mọc gai, tôi uống đi á, thì nó giảm được 80%. Bây giờ á, là ban đêm á, tôi thức dậy tôi đứng dậy đi, cái gót chân tôi nó không còn đau nữa. Ngày xưa đó là đi không nổi, mỗi khi tôi ngồi á, chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ đứng dậy đi á, là tôi phải chịu 15-20 phút sau mới bắt đầu bước đi được. Bây giờ á, thì nó gần như là bình thường, nó chỉ còn lại là hơi thốn thốn một chút thôi. Còn cái bệnh tiểu đường đó, tức là bệnh tiểu đường của tôi nó là trong vòng 23 năm nay, thời gian tôi dùng thuốc này đi thì cũng giảm. Lúc trước thì tôi tập thể dục thường xuyên với kiêng cữ về vấn đề ăn uống của mình á, cho nên thuốc giảm đi được phân nửa. Bác sĩ cho tôi một ngày 4 viên, cuối cùng nhờ thể dục với lại kiêng cữ ăn uống thì tôi uống một ngày 2 viên. Sau này dùng cái sản phẩm này á, Life Nano Vitality, thì cái thuốc tiểu đường tôi bây giờ chỉ uống buổi sáng nửa viên, buổi chiều nửa viên. Còn thêm lại cộng lại cái nữa là bệnh trĩ của tôi á, trĩ nội tôi bị là cũng khoảng coi như gần 40 năm nay, là coi như bệnh trĩ của tôi bây giờ là dứt hẳn. Xong á, thì còn một cái nữa là bệnh tiểu đường đó, nó sanh ra biến chứng thời gian sau này cái tôi hay bị ngứa ngứa cái bàn tay, mà đi bác sĩ da đó cho thuốc cũng không hết, mà bây giờ tôi uống cái sản phẩm này vô tự nhiên cái bệnh ngứa cũng cũng mất đi nữa. Trong khi dùng cái sản phẩm này giúp tôi ngủ ngon, ngon giấc. Và thường thường thì mình lớn tuổi hay những người lớn tuổi đó thì đi tiểu đêm nó thật là nhiều, cứ cách 2 tiếng là phải đi tiểu đêm. Bây giờ thời gian dùng thuốc này một đêm tôi chỉ còn đi tiểu lại có 1 lần hoặc 2 lần. Tôi thấy cái tình trạng sức khỏe của tôi cũng khá đi nhiều lắm. Và nhờ mỗi lần tôi đi tập thể dục, cái sức khỏe của tôi nó không có còn bị mệt mỏi giống như ngày xưa. Bệnh coi như là nó giúp tôi ngủ ngon và hẳn đi, là bây giờ tôi mừng lắm, là cái bệnh đau gót chân của tôi nó không có còn nữa.